Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về trung bình cộng. Thì khi các bạn gặp bài toán trung bình cộng thì các bạn phải nhớ đến công thức của nó. Thì trung bình cộng nè sẽ bằng nè tổng chia cho số các số hạng. Ví dụ đề bài cho tính trung bình cộng của 12 cm, 13 cm, 16 cm và 27 cm là, thì ta lấy tổng của 12 nhân 13 nhân 16, xin lỗi tổng nha các bạn, xin lỗi phép cộng nha các bạn, lấy 12 cộng 13 cộng 16 cộng 27, tất cả chia một số, hai số, ba số, bốn số chia cho 4 bằng. Khi phép tính các bạn làm trong ngoặc trước rồi tới phép chia, các bạn ra kết quả bao nhiêu comment kết quả ở phía dưới giúp lợi, và đơn vị chính là đơn vị của cm. Các bạn giải bài này các bạn cẩn thận một điều gì ạ? Các bạn cẩn thận khi những thằng này cùng đơn vị đo thì các bạn mới làm áp dụng công thức nha các bạn. Còn chưa cùng đơn vị đo thì các bạn hãy đổi qua cùng đơn vị đo rồi mới các bạn mới áp dụng công thức nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.